Ai Dương Quý xin kính chào cả nhà YouTube mến nha. Dương Quý đang có mặt tại đường Vành Đai Trong là cả nhà. Dương Quý đang đi trên đoạn này là bán ẩm thực cả nhà, đồ ăn. Hay đoạn này là bán ẩm thực cá viên chiên cả nhà. À, xúc xích chiên cái nè, nhiều quá, ốc đủ đủ cả nhà, trứng gà nè. Dương Quý đang đi bộ, Dương Quý hú đi xe. À, cả nhà ơi, rất là nhiều. Nhiều đồ gia dụng của cả nhà. Wow. Nhà ơi, hôm nay là thứ hai đầu tuần, cả nhà. Bữa nay là 26 Tết rồi. Đấy, cả nhà ơi. Giờ Quý sẽ đi vòng vòng cho cả nhà xem nha. Ai thao rổ muỗng nhiều quá. Chén dĩa, đũa, tô quá rất là nhiều. Cả nhà ơi, đường Vành Đai Trong nha cả nhà. Lúc nãy như Quý thấy đằng kia có bán đũa với muỗng bằng dừa, cả nhà, nguyên liệu bằng dừa. Rất là đẹp luôn á. À, Nhân Quý đi đi bộ một vòng nha. Đây. Nhân Quý gửi xe Aeon á, Nhân Quý đi bộ qua đây. Đây. Rồi Nhân Quý sẽ đi lên cái đậu bên kia bán hoa rất là nhiều ở nhà. Đây, bên đây là cả nhà, đậu bên đây là bán hoa rất là nhiều luôn á. Hoa vạn thọ với lại hoa mai rất là nhiều. Quý mua, quý có mua chung, quý mua được có cái áo à. Nhiều quá, quý mua cái nào. Đấy, rất là nhiều hoa mai với lại hoa vạn thọ cho cả nhà. Đây. Quý đi mua ở đây nè. Đây. Đây, vạn thọ, mai thì rất là nhiều luôn. Đây cả nhà ơi. Đây mai. Trời ơi, cái mai đẹp quá cả nhà ơi. Mai nhiều nụ quá. Cúc mâm xôi nè cả nhà ơi, nhiều quá. Đây cây mai nè. Cúc mâm xôi nè cả nhà. Wow, đẹp quá. Ông Quý đi đi ngược chiều lên nè. Rồi đây, cây hoa cúc cả nhà. Đây. Rất là nhiều. Đây có dưa hấu nè cả nhà. Dưa hấu. Đây dưa hấu khắc chữ ở nhà, đẹp quá. Dưa hấu này khắc chữ tài với lộc và chữ phát nè. Đẹp quá. Đấy. Rất là nhiều hoa luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, hoa cúc. Hoa cúc là hoa giấy. Đây. Đây, ôi nhiều quá cả nhà ơi. Các cái chợ hoa đang tưng bừng nhộn nhịp bán hoa, rất là nhiều hoa luôn cả nhà ơi. Đây cái hạnh này cả nhà, hạnh rất là đẹp luôn á. Đây đẹp quá. Thì hôm nay là 26 rồi thì hội xuân chợ sẽ bán thêm bán ba trong vòng thêm 3 ngày nữa. 3 ngày nữa là 29 Tết đó cả nhà. Đây. Dấu 29 Tết thì người ta sẽ bắt đầu ngưng bán lại tại vì 30 là người ta phải về ăn Tết rồi. Đấy. Vậy chỉ còn có bán có 3 ngày nữa là hết rồi cả nhà. Cả nhà hãy đến hay tham quan và mua sắm cả nhà ơi. Mua hoa này cả nhà, rất là nhiều hoa luôn á. Đây hoa vạn thọ đẹp quá cả nhà. Wow, đẹp quá ha. Trời ơi, hoa đẹp quá. Nè cả nhà, cái này là cây hạnh cao cả nhà. Đấy. Đẹp quá, đẹp quá. Hồi đó trả tiền cho anh. Đây rất là nhiều hoa vạn thọ luôn á. Đẹp quá. Đây cả nhà ơi, ở đây là cây hạnh này cả nhà, rất là nhiều hạnh đẹp luôn á. Nhiều hoa quá. Đây, thường thì người ta sẽ đi mua hoa vào lúc 25 mới cả nhà. Từ 25 là người ta bắt đầu mua rất là nhiều. Tại vì đến 30 á, là chưng đến 30 là vừa. Còn chợ 30 á, 30 thì người ta sẽ bán cái buổi chợ 30 là rất là đông tại vì phiên chợ cuối cùng của năm mà xuân Quý Mão á cả nhà. Bây giờ là thì tới 30 là người ta sẽ đi chợ, buổi chợ nó rất là đông. Đây hoa cúc mâm xôi, cúc mâm xôi với lại vạn thọ nhiều quá cả nhà ơi. Đây, ồ đẹp quá. Đẹp quá cả nhà ơi. Đây một đường hoa cả nhà, đây giống như một đường hoa luôn á.
các đường hoa đang mà đường hoa Nguyễn Huệ cũng sắp xong rồi cả nhà. Đường hoa Nguyễn Huệ là thì bảy tây là ngày mốt với cả nhà, ngày mốt là đường hoa sẽ khai mạc nha cả nhà. Đây hoa giấy là đẹp quá, hoa giấy đẹp quá, đẹp quá cả nhà ơi. Đây hoa giấy màu tím cả nhà, ồ đẹp quá cả nhà ơi. Chúng ta có thể tham quan mua sắm trái thân được luôn á, đẹp quá. Ồ đẹp quá quá, đường mình ở trong này hành giống như một cái con đường hoa luôn cả nhà, không thua gì những đường hoa ở bến Bình Đông quận 8 với lại những chợ hoa ở công viên như là công viên 23 tháng 9, công viên Gia Định, công viên Hoàng Văn Thụ, rồi trên bến dưới thuyền. Ở đây là một đường hoa rất là dài luôn á cả nhà. Cả nhà có thể đến đây lựa cho mình một những chậu hoa sạch và xinh để mà dự trưng Tết nha, đẹp quá cả nhà ơi. Rồi đẹp quá cả nhà ơi. Đây đẹp quá, đây người dân người ta đi mua hoa rồi cả nhà. Đây đẹp quá, đẹp quá cả nhà ơi, đẹp quá. Bây giờ là buổi chiều rất là mát luôn cả nhà ơi, chúng ta có thể đi mua hoa thưởng thức hoa nha. Đây chậu mai đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá cả nhà ơi. Đây những chậu hoa giấy rất là cao to, đẹp quá. Màu hả cái nhiều quá, hoa giấy đây là cả nhà, hoa cúc nhiều quá. Ồ đẹp quá cả nhà ơi, rất là cao. Mai mai này cả nhà ơi, đó bây giờ như quý đi qua bên cái động ở bên chỗ mà phía trên kia đó, trên này chỗ cái nhà thờ Thánh Hô Lô cũng rất là nhiều hoa ngày đó luôn á. Thì quý đi qua lộn này. À, chúng tôi đi qua lộ nha. Đối diện nhà thờ người ta bán rất là nhiều hoa luôn cả nhà. Đấy. Nè cả nhà ơi, này là cúc mâm xôi. Mâm xôi này người ta trưng ở vòng xoay. Đây có hoa lan ở nhà. Hoa lan. Đây hoa lan cả nhà ơi, hoa lan đẹp quá. Đây thì lan nha, giống như là lan hồ điệp hay là lan gì rất là nhiều luôn á. Lan hồ điệp rất là đẹp. À cả nhà ơi. Wow. Lan này cả nhà rất là nhiều hoa lan luôn á, đẹp quá. Hai bên đường nó rất là nhiều hoa luôn cả nhà. Đấy. Người dân người ta cũng tranh thủ đi mua hoa để về kịp trưng Tết, tại vì hôm nay là 26 rồi, 26 thì còn 4 ngày nữa là sẽ đón giao thừa cả nhà. Đấy cả nhà ơi, nhiều hoa quá. Đây mình đón hoa vạn thọ, đẹp quá này cả nhà. Mai quá, những chậu mai rất là đẹp luôn á, rất là nhiều trên bến dưới thuyền ở bến Bình Đông quận 8 cũng rất là nhiều. Mà giờ quý thế này thấy này rất là nhiều mai luôn á nè, rất là nhiều chậu mai đẹp luôn á, từ lớn tới nhỏ, đẹp quá. Bây giờ mới là không khí của Tết tới cả nhà, tại vì bắt đầu từ 20 cho đến 30 Tết thì cái không khí mùa sắm nó rất là rộn ràng và nhộn nhịp trong các chợ hoa, rồi các cái chợ mà người ta đây cả nhà ơi. Qua bên đó cái hội nhiều quá kìa cả nhà. Ôi nhiều cái hội quá, đẹp quá. Hai bên đường bán rất là nhiều hoa cả nhà. Đây đẹp quá. Giờ mới đi cái chạy mới đi bộ. Ôi nhiều mai quá cả nhà ơi, mua đi mọi người. Ồ chiếc kia kìa, chiếc kia nhiều quá.
chủ lực là cúc với dạng thọ với mai cả nhà. Đây. Rồi chúng mới đi qua đây luôn. Đậu này còn đậu này nè. Cái này bé rất là nhiều cúc. Ai cả nhà ơi. Đây. Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Đây. Hoa này giống như lúc trước anh Quý quay ở ngoài chợ hoa ở ngoài quận nhất á, đẹp quá. Thì đây là hoa cúc. Rất là nhiều mai luôn cả nhà ơi. Cái nhà hãy đến đường Bình Lại Trong cả nhà của quận Bình Tân á cả nhà, cái nhà đến đây để tham quan mua sắm nha, tham quan mua hoa. Ồ, đẹp quá cả nhà. Điều mai rất là đẹp luôn á. Bên kia là cây hạnh cả nhà, hạnh cao quá, đẹp quá. Đây nhiều quá, đẹp quá cả nhà. Đây. Wow, đẹp quá. Ôi cả nhà ơi. Ôi đẹp quá. Rồi cả nhà ơi, cả nhà hãy đến đường Bình Lại Trong nha. Chân Quý đi hết một vòng rồi, chân Quý đi có một quên nè, chưa hết nữa. Rồi chân Quý chúc cho cả nhà có một năm mới thật là vạn sự như ý và an khang thịnh vượng như cả nhà. Đẹp quá các nhà ơi. Này cái mai đẹp quá. Thì Quý sẽ đi về lấy xe. Quý gửi xe ở Sion á. Đẹp quá. Đẹp quá cả nhà. Đấy. Đẹp quá cả nhà. 300.000 cặp thôi. 300.000 một cặp là 300k cả nhà. Quá đẹp. Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Đây. Đây là cúc. Cúc này. Đây là chúng ta trưng đến nó chưa có nở ra hết rồi cả nhà. Là đến 30 là nó nở ra là rất là đẹp luôn á. Ôi đi cả nhà ơi, có 300k. Một cặp 300k. Nè ở đây là có nhiều. Ở đây đẹp quá ha. Đẹp quá. Ớt cả nhà, cây ớt. Ôi đi mọi người ơi, có bạn. Rồi Dũng Quý xin chúc cho cả nhà có một năm mới thật là vạn sự như ý nghe. Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Happy New Year cả nhà. Cà nè, gì bán cà nè. Ức. Wow, đẹp quá. Anh này bán cà nè. Cái nọ đẹp quá cả nhà. Mai. Trời ơi, nhiều mai quá cả nhà ơi. Ngày bữa này là bữa 30 á, 30 nó rất là vui. Đẹp quá. Rồi, Dũng Quý kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Dũng Quý Vlog Cuộc Sống Việt ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Quán lá cờ cả nhà, đẹp, lá cờ đẹp quá. Ôi trời ơi.